Excel Watt đã được tiết lộ tại Google I/O, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chúng ta phải tìm hiểu về nó. Cuối cùng thì chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của Google cũng đã lộ diện. Đặt tên là Pixel Watch, công ty đã giới thiệu chiếc đồng hồ này trong hội nghị I/O vào thứ tư cùng với Pixel 6a, Pixel 7 với chip Tensor mới, Pixel Buds Pro và giao diện Android 13. Nhưng thông báo của Google chỉ là một bản xem trước, không phải là một buổi ra mắt đầy đủ. Điều đó có nghĩa là có rất nhiều chi tiết vẫn còn là một bí ẩn, chẳng hạn như giá của đồng hồ, thời lượng pin và cảm biến sức khỏe, một vài cái tên. Google có thể sẽ tiết lộ thêm chi tiết về đồng hồ Pixel gần với bản phát hành vào mùa thu năm 2022. Nhưng đây là những gì chúng ta biết cho đến nay. Nó sẽ ra mắt vào mùa thu này cùng với Pixel 7. Trong thông báo hôm thứ Tư, Google cho biết Pixel Watch sẽ chính thức ra mắt vào mùa thu năm nay. Thời gian chính xác vẫn chưa được xác định, nhưng Google thường tổ chức các buổi ra mắt sản phẩm mùa thu vào cuối tháng 9 hoặc tháng 10. Ví dụ, Pixel 6 ra mắt tại một sự kiện ngày 19 tháng 10 năm 2021, trong khi Google tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 30 tháng 9 để giới thiệu Pixel 5 vào năm 2020. Đồng hồ Pixel có thiết kế tròn với các dây đeo có thể tùy chỉnh. Nếu có một điều mà Google sẵn sàng chia sẻ thì đó là hình thức của đồng hồ Pixel. Đúng như những gì dò dỉ, chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của Google có mặt tròn với thiết kế hình vòm và mặt kính trông giống như cong tràn các cạnh. Đồng hồ được làm bằng thép không gỉ tái chế và có một vương miệng xúc giác trông tương tự như của Apple Watch. Dây đai có thể tùy chỉnh cũng sẽ có sẵn. Dựa trên những gì chúng ta đã thấy cho đến nay, Pixel Watch có vẻ ngoài nổi bật, có vẻ phù hợp để cạnh tranh với Apple Watch, Samsung Galaxy Watch 4 và các đồng hồ thông minh cao cấp khác. Phần mềm và ứng dụng Wear OS của Google sẽ cung cấp năng lượng cho đồng hồ. Không có gì ngạc nhiên khi đồng hồ thông minh mới của Google sẽ chạy trên nền tảng Wear OS. Google không nói gì nhiều về các tính năng phần mềm của đồng hồ ngoài việc gọi nó là linh hoạt và dễ điều hướng. Greg Ostello, phó chủ tịch cấp cao về thiết bị và dịch vụ của Google, đã mô tả hệ điều hành này là có thể chạm, kích hoạt bằng giọng nói và có thể xem qua. Công ty đã trình bày ngắn gọn cách các ứng dụng như Google Maps, Wallet, Home và trợ lý Google sẽ xuất hiện trên đồng hồ trong bài thuyết trình của mình. Nó sẽ tích hợp với Fitbit nhưng sẽ không thay thế nó. Các sản phẩm của Fitbit không đi đâu cả. Nhưng bạn có thể mong đợi một số tính năng quen thuộc của Fitbit xuất hiện trên đồng hồ của Google. Chúng bao gồm theo dõi nhịp tim liên tục, theo dõi giấc ngủ và số phút vùng hoạt động, đo lượng thời gian bạn dành cho các vùng nhịp tim cụ thể trong khi tập thể dục. Google cũng chỉ ra cách bạn có thể xem số liệu thống kê về sức khỏe của Fitbit như nhịp tim và số bước trực tiếp từ mặt đồng hồ. Tuy nhiên, những gì chúng ta không biết là cảm biến theo dõi sức khỏe cụ thể nào sẽ có trong đồng hồ Pixel. Nhưng điều rõ ràng là đồng hồ Pixel sẽ kế thừa nhiều chức năng hơn của Fitbit trong tương lai. James Park, đồng sáng lập của Fitbit, người hiện đang lãnh đạo bộ phận thiết bị đeo được của Google, cho biết với Scott Stein của CNET, đây không phải là một và đã xong. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến phần mềm theo thời gian. Nó sẽ chỉ tương thích với các thiết bị Android vì Pixel Watch được dùng để bổ sung cho các thiết bị Pixel của Google nên nó sẽ không tương thích với iPhone, theo người phát ngôn của Google. Đó có thể là một phần lý do đồng hồ Pixel sẽ không thay thế các sản phẩm của Fitbit, vì đồng hồ và bộ theo dõi của Fitbit hoạt động với cả iOS và Android. Sẽ có một tùy chọn di động, Google sẽ cung cấp tùy chọn 4G LTE cho đồng hồ Pixel, cho phép nó duy trì kết nối di động khi không có điện thoại ở gần. Đồng hồ thông minh của Fitbit không có tùy chọn hỗ trợ di động, vì vậy đó là một cách Google có thể phân biệt hai dòng sản phẩm với nhau. Nó sẽ có giá cao cấp. Google vẫn chưa cho biết Pixel Watch sẽ có giá bao nhiêu. Nhưng trong một cuộc họp báo, Ostello cho biết nó sẽ được định giá như một sản phẩm cao cấp. Không rõ điều đó có nghĩa là gì, nhưng có vẻ như nó có thể cạnh tranh với Apple Watch Series 7 và Samsung Galaxy Watch 4. Đồng hồ cao cấp của Apple bắt đầu từ $400, trong khi của Samsung thường bắt đầu từ $250.
vẫn còn rất nhiều điều chúng tôi chưa biết về Pixel Watch, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ tìm hiểu thêm trong những tháng tới. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.